làm video, các bạn đừng bỏ qua những yếu tố đơn giản. Bởi vì những thứ mà các bạn biết có thể là những thứ mà người khác không biết. Mình vừa học được của anh Dũng, đi cùng mình hai anh em đi Trung Quốc, anh ấy có nhiều trải nghiệm hơn nhà anh ở Lào Cai. Anh ấy chỉ cho mình à, mình thấy được cái yếu tố bất ngờ từ cái bộ bát, cách mà người ta sắp xếp. Ok, anh chia sẻ lại cho các bạn ở trên cộng đồng của em. Cái điều gì đặc biệt ở đây đúng không anh chị? Với 17 năm mình đã đến Trung Quốc thì mình thấy cái cách mà họ sắp xếp bát đĩa trên một cái mâm này rất là gọn luôn, một combo luôn, bao gồm chén uống trà, uống nước và ăn cơm đĩa, là người ta đã rửa sấy khô và người ta đã bọc trong một cái combo. Tuy lâu rồi chúng ta không, như ở Việt Nam chúng ta sẽ cần phải có là có giấy ăn để lau chỗ, nhưng ở đây họ đã rửa bát và sấy khô, đã được bảo quản luôn rồi, và sắp xếp rất là gọn. Vì có 10 khách là người ta chỉ mang 10 cái combo này, mọi người chỉ việc mở ra dùng luôn thôi. Cái này rất là vệ sinh, rất là sạch. Biết nếu có thêm một người mới đến một mâm thì người ta chỉ cần cầm một này đã đủ luôn, chứ không phải là, em ơi cho cái bát, cho cái đĩa ấy thìa nữa, nó có đủ combo luôn. Và ở trong các cái phòng ăn thì người ta sẵn một cái tủ, sẵn luôn một cái tủ để đựng cái này rồi, rất là tiện. Nếu bạn là làm nhà hàng mà bố trí được như này thì rất là tiện luôn. Cái hay nhất nữa là cái tiếng nổ này, gia vị là mọi người tự trộn, tự lấy, không muốn ăn cay thì cho cay vào. Cái một sự ok đúng không? Rất vệ sinh, sạch sẽ. Rồi, còn đồ ăn ở Trung Quốc thì ngon hết sẩy rồi, mình sẽ review ở clip khác nhá. Ok, qua video này mình muốn nói với các anh chị em trong cộng đồng rằng là